Hello, Andy xin chào buổi sáng mọi người. Chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc các bạn nhé. Như những cái video trước, Andy đã chia sẻ với các bạn một số cái nhà hàng của Mỹ nè, Mexico nè, Hàn Quốc nè, Nhật nè, nhà hàng người Hoa nè, rồi Việt Nam đều có. Nhưng mà hôm nay thì Andy sẽ chia sẻ với các bạn một cái nơi mà buffet thuần Việt luôn, đó là nhà hàng Kim Sơn các bạn. Đây là một cái nhà hàng rất lớn ở thành phố Houston, nằm tại cái khu Bel Air của người Việt chúng ta. Đây là địa chỉ các bạn. Thì nhà hàng này là buffet phục vụ các món ăn thuần túy Việt Nam luôn các bạn. Đặc biệt là những cái món ăn mà được phố hay gọi là các món ăn vặt các bạn. Nếu các bạn nào là tín đồ của các món ăn vặt thì các bạn thử đến đây trải nghiệm các bạn, rất là ngon luôn. Gồm có nè bánh bèo nè, bánh ướt nè, bánh bột lọc nè, bánh trần nè, rồi bánh xèo, bánh khọt, rồi bắp nướng, tôm nướng, vân vân các bạn. Rất là nhiều món luôn, gồm các món chè nữa. Rất là hấp dẫn và ngon. Thì bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng theo chân Andy vào bên trong để mình xem cái nhà hàng hôm nay phục vụ những cái món ăn gì các bạn nhé. Nhà hàng mở cửa mỗi ngày từ thứ hai đến chủ nhật luôn các bạn. Buổi sáng thì từ 11 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Còn buổi chiều thì từ 5 giờ cho đến 9 giờ tối. Thì cái giá ban ngày, thường thì mình đi ban ngày thôi các bạn. Thì cái giá cho cái buffet ban ngày cho một người là 18 đồng. Thì cái giá này cũng rất là hợp lý các bạn. Mình ăn được cũng rất là nhiều món. Đây là cái nhà hàng nổi tiếng của người Việt tại thành phố Houston các bạn. Thì hầu hết những cái bà con Việt Nam của chúng ta ở các tiểu bang khác khi đến du lịch tại Houston các bạn đều ghé nhà hàng này để thưởng thức. Thì mình cũng thường xuyên đi đến ăn ở nhà hàng này các bạn. Lâu lâu mình đi một lần, thường thì mình thích những cái món ăn vặt ở đây thôi. Còn những cái món ăn chính là chế biến á thì ăn cũng ok nhưng mà không hợp khẩu vị của mình lắm. Thì ở đây mình rất thích ăn cái những cái món ăn vặt ở đây. Đặc biệt là cái bánh xèo, bánh gọt các bạn. Cái nước mắm rất là ngon luôn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng vào bên trong nhé. Mình đến đây là cũng 11 giờ rưỡi rồi các bạn. Khách bắt đầu đang vào rất là đông. Khuôn viên cái nhà hàng cũng rất là rộng lớn các bạn. Hầu như là đa phần là người Việt mình phục vụ. Thì bây giờ mình sẽ đi quay một vòng sơ cho các bạn xem. Đây là cái khu mà thức ăn đường phố các bạn. Khu này phục vụ những cái món ăn mà các bạn thường thấy ở Sài Gòn họ bán ngoài lề đường các bạn. Thứ nhất là cơm tấm nè. Cơm tấm gồm có trứng ốp la nè, rồi sườn nướng, rồi bún thịt nướng nè, gồm có chả giò nè, với lại cái mà nem nướng nè, rồi bắp nướng nè, rồi tôm nướng nè. Rất nhiều món các bạn. Còn đây là những cái bài mà thức ăn còn sống mà ta đang ướp, chuẩn bị nướng nè. Rất là nhiều món luôn. Bắp nướng rất là ngon các bạn. Tôm nướng, nó họ ướp sẵn. Ở đây cái gia vị nướng, họ nướng rất là ngon luôn. Nên mình thích ăn những cái quầy ở này. Rồi cái quầy nước thì gồm có 12, khoảng 14 món các bạn. Hủ tiếu Nam Vang nè, mì thập cẩm nè, bún bầu Huế nè, hoành thánh tôm nè, cháo lòng, bún nước lèo, bún riêu, rồi phở, bánh canh rồi các loại các bạn. Mấy lần trước thì mình đi mình thưởng thức cái bánh canh với lại cái phở nè, bún bò rồi, nhưng mà ăn cũng vừa miệng thôi các bạn, chứ không có đặc sắc lắm. Còn đây là quầy bánh bèo, bánh ướt, bánh nậm, bánh ít trần, rồi dồi trường làm gỏi nè, rồi chăn gà sốt chua ngọt nè. Đây là quầy bánh xèo, bánh khọt nè, rất ngon các bạn. Bánh xèo ở đây họ chiên theo kiểu bánh xèo miền Trung, cái nhỏ nhỏ rồi, không có thịt, chỉ có một miếng thịt thôi. Còn đây là quầy cơm chiên nè, mì xào nè. Đó, đây là quầy các món người ta chế biến, các món chính là bánh mì thịt nè, rồi gà chiên nước mắm nè, gà hấp gừng để ăn kèm với xôi cho các bạn. Rồi có rau nè. Rồi cái này là thịt bò xào với bông cải nè. Rồi cái này là đậu hũ. Rồi cái này là
chăn giò đó các bạn. Chăn giò họ hầm chữ vị tí gì giống như chân giò kho tàu vậy đó. Rồi bánh mì cà ri gà nè. Rồi có thịt kho trứng nè, thịt kho tàu ăn kèm với canh cải xanh nấu với chả cá nè. Rồi sườn ram nè. Rồi đây là cá chưng nè, cá chưng tương các bạn. Rồi tôm, đúng là tôm viên đó, họ xào với cà ri. Thịt heo xào chua ngọt, thịt heo quay xào cải chua, miếng xào, nấm xào, đậu tu ve xào. Đó là cái quầy mà thích món chính mình để ăn no các bạn. Còn cái quầy chiên gồm có là hoành thánh chiên nè, rồi khoai tây chiên, chả giò nè, rồi tôm chiên nè, tôm lăn bột chiên các bạn, rồi mực lăn bột chiên giòn, rồi cánh gà chiên giòn. Rồi họ còn có cá nục chiên nữa các bạn, để mình ăn cơm á. Còn quầy tráng miệng gồm có các loại chè, đủ hết chè luôn, chè bảy màu, rồi chè đậu xanh, chè đậu đỏ, chè đậu đen, chè bột bán, rồi chè bắp, chè khoai môn, rất nhiều loại chè các bạn, tha hồ mà các bạn ăn luôn. Nhìn quá hấp dẫn luôn, bạn đủ màu sắc luôn á. Còn đây là trái cây nè, với lại cái dao ua đây rất là ngon các bạn. Rồi rau câu đó nè, đây là tổng quan khu bếp với lại cái khu vực mà dành cho khách nè các bạn, rất là đông luôn. Cái sảnh rất là lớn, mới 11 giờ rưỡi mà khách đến đông quá trời. Thường họ đi gia đình không à, mình thì hôm nay mình đi một mình thôi, không có bạn mình là mình đi làm, với lại bạn mình không có thích những cái món ở đây, vì thường ở đây những cái món này là ăn nước mắm là nhiều đó. Bây giờ mình đã vừa lấy xong là mình lấy gỏi cuốn nè, bánh ướt nè, rồi bánh xèo với bánh cọp nè, rồi dồi trường, gỏi dồi trường nè, rồi chân gà chua ngọt. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái bánh bèo trước các bạn. Bánh bèo rất là ngon các bạn, đặc biệt là nước mắm ở đây, nước mắm làm ở đây rất là ngon luôn, đúng hương vị Việt Nam mà luôn. Chứ mình đi ăn một số cái quán ăn mà cũng có bán bún thịt nướng này chứ đâu bà kho làm nước mắm không có ngon bằng ở đây. Ở đây nước mắm họ làm chua ngọt, ăn với mấy cái món này rất là ngon luôn. Còn đây là bánh tằm bì, bánh tằm chan nước mắm với nước cốt dừa đều rất là ngon luôn các bạn, rất là béo luôn. Cái món này cũng rất là ngon. Mỗi lần đi ăn mình đều ăn những cái món này hết. Ăn mấy cái món này là nhờ nước mắm. Nước mắm mà không ngon là ăn mấy món này dở lắm. Cho nên lâu lâu các bạn, khoảng 2-3 tuần thì ba tuần gì đó, cái mình đến đây mình ăn một lần. Mình đến đây chỉ yếu ăn các cái món ăn vặt thôi. Cái cọng bánh tằm rất là mềm. Còn mình đi ăn bánh tằm của một số cái quán như Đức Phương nè, hay là cái chợ trong chợ Hồng Kông cũng có bán, họ bán bánh tằm bì các bạn. Họ làm giống như cọng bún bò thôi, không có ngon. Còn cái này đúng là cái bột mình làm giống bánh tằm ở Việt Nam, mình ăn rất là ngon.
chan một xí nước cốt dừa vô á, ăn béo béo, chua chua và ngọt rất là ngon luôn. Thì mọi thứ mình ăn một đĩa nhỏ như thế thôi để thưởng thức, để mình ăn được nhiều món. Nhân viên phục vụ ở đây cũng rất là tốt, rất là nice các bạn. Mình vừa ăn xong mình để cái đĩa đầu dơ đồ đĩa xuống là họ tới họ lấy này, họ dọn dẹp cho mình sạch sẽ gọn gàng trên bàn. Bây giờ tới gỏi cuốn tôm thịt. Cái nước chấm gỏi cuốn thì không được ngon lắm các bạn, hơi mặn. Phải dặn thêm một xí đường nữa để nó cân bằng cái độ mặn thì nó sẽ ngon hơn. Gỏi cuốn thì ăn ok, không ngon bằng mấy cái món kia. Xem bây giờ thấy món này là bánh ướt chả lụa. Cái bánh ướt cái này rất là ngon các bạn, nó mềm, nó dẻo, rất là ngon luôn. Nó không giống như bánh ướt mình mua ở chợ các bạn. Ở chợ mình khi mình đi mua mấy chợ như là Hồng Kông, Việt Hoa, Mỹ Hoa, Đức Phương rồi đó, họ cũng có bán bánh ướt, họ bán một vỉ mấy đồng vậy đó. Giờ mình gỡ ra nhưng mà bánh ăn không ngon bằng ở trong này. Bánh ướt ở đây rất là mềm và dẻo, rất là ngon luôn. Đặc biệt ăn kèm với cái nước mắm, nước mắm chua ngọt ở đây họ pha ăn rất là ngon. Ăn bánh xèo, bánh khọt nè, bánh ướt nè, bánh bèo rồi đó, ăn nhờ bún thịt nướng đó, ăn cái nước mắm này rất là ngon luôn. Xong giờ tới bánh xèo, bánh khọt. Bánh xèo đây họ chiên không có giống theo kiểu miền Nam của mình, họ chiên theo kiểu miền Trung đó các bạn. Cái nhỏ xíu à, giòn rụm luôn, họ chiên ngập dầu trong cái ở bên trong cái bánh xèo thì chỉ có giá với lại một hai miếng thịt thôi chứ không có tôm. Còn rau ăn kèm thì chỉ có xà lách với ngò rí các bạn, không có đầy đủ loại rau giống như riếp cá nè, rau thơm, húng lủi này kia. Nhưng mà ăn rất ngon các bạn, là nhờ nước mắm thôi. Cuốn rau chấm nước mắm ăn rất ngon. Nó xèo giòn rụm đó các bạn. Nước mắm nó chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, nó vừa ăn vừa miệng, rất là ngon luôn. Mình đi ăn mấy cái quán ở Việt Nam ở khu đây các bạn, họ làm nước mắm không có ngon bằng ở đây. Nước mắm này là ăn đúng chuẩn, đúng vị. Mình ăn giống như ở Sài Gòn, mình ăn cái bánh ướt, cơm tấm hoặc là bún thịt nướng đó các bạn, y chang cái vị ở Sài Gòn luôn, rất là ngon.
đây là bánh khọt nè. Bánh khọt giòn rụm, ở bên trong có một con tôm nhỏ. Họ chiên cái cũng không có to lắm, cũng vừa vừa các bạn, nhưng mà rất là giòn luôn. Ăn rất là ngon. Không có dầu mỡ nhiều các bạn. Họ chiên ngập dầu nhưng mà họ để ráo á, nó rút bớt hết dầu à, cho nên ăn cũng không có bị ngán. Giòn rụm, bánh chiên cái vỏ bánh giòn rụm rất là ngon. Mình chỉ lấy có một cái bánh xèo với ba cái bánh khọt thôi. Cái này mà có cái bè xanh nữa là cuốn ăn mới ngon. Nhưng mà các bạn thông cảm các bạn, ở bên đây rau Việt Nam rất là mắc luôn, cho nên mình đi ăn nhà hàng á, tất cả các quán luôn các bạn, họ đem rau ra ít xịt nè. Mấy rau Việt Nam hầu như là hiếm luôn á, bởi vì nó mắc. Mua một nhúm có 1-2 cọng mà 1 đồng mấy 2 đồng á. Nếu bạn đi ăn phở á, họ bưng ra một tô phở với một cái dĩa rau chỉ có 1 cọng quế thôi. Cho nên các bạn thấy là cái rau ở Việt Nam ở đây họ mắc, bán mắc như thế nào. Rau cải của Mỹ thì rẻ. Cho nên mình rau muốn ăn rau Việt Nam mình trồng ở nhà ăn cho nó đã các bạn. Rất là dễ trồng. Xong bánh khọt, bánh xèo, bây giờ tới ăn thử cái món này. Cái dồi trường mình chưa ăn bao giờ các bạn, hôm nay mình ăn thử. Vì mình ăn nó rất là ngán các bạn. Cái nhiều người rất là thích cái món dồi trường này các bạn. Dồi trường hấp gừng nè, rồi dồi trường xòi xào cải chua nè, rồi trường luộc chấm mắm nêm rồi đó. Nhưng mà mình ăn thấy nó sao sao các bạn, ăn được có 1-2 miếng thôi, rất là ngán. Để thử cái chân gà đây như thế nào. Chân gà thì không mềm lắm các bạn, nhưng mà quá chua, không có vị ngọt, vị mặn, kéo vị chua là nhiều. Cho nên chân gà thì mình không thích chân gà ở đây. Chân gà họ ngâm này không có ngon, theo không hợp khẩu vị của mình. Nói chung có người thì thích, nhưng có người thì không. Nhưng mà, thì cái món ăn là cái ngon hay dở là tùy thuộc khẩu vị của mỗi người, vùng miền của mỗi người. Nhưng mà riêng đối với mình thì cái chân gà này nó không có mềm lắm, nó còn hơi cứng, với lại cái họ ngâm chua quá. Phải cho một xí đường với lại một xí nước mắm nữa cho nó cân bằng nó mới ngon. Còn đây là cái cà ri gà, bánh mì, rồi với lại gà xôi. Cà ri mình chấm nè, bánh mì thì giòn, bánh mì giòn rụm mà. Nước cà ri thì cũng ngon, vừa miệng, nhưng mà cái nó không được béo lắm các bạn. Cái này mà cho thêm một tí béo nữa, nó kèo kèo đặc đặc một tí nữa là chấm bánh mì ăn mới ngon. Còn cà ri nè, hơi lỏng, cái này là ăn với bún thì sẽ ngon hơn. Nói chung là vừa miệng, nêm nếm vừa miệng ngon, chỉ có cái là thiếu béo. Đậm đặc một tí nữa, cho thêm một tí béo, một tí sữa nữa nè, là rất là ngon luôn. Ở đây là cái chân giò họ kho đó các bạn. Thử cái này như thế nào các bạn. Ăn nó mềm mềm, giòn giòn, vừa ăn ngon. Cái món này mình ăn với cơm là ngon các bạn, nhưng mà mình ăn không. Còn đây là xôi nè, xôi chiên giòn. Họ cho một tí mỡ hành lên, nước mắm mỡ hành lên ăn rất là ngon các bạn.
vừa miệng, rất là ngon. Xoài nó hơi giòn, không phải xoài chiên phồng mà chiên giòn ở bên ngoài thôi. Thì gà ăn kèm có hai món, đây là gà chiên nước mắm nè, rất là đậm vị, rất là ngon các bạn, mặn mặn ngọt ngọt. Rất là vừa ăn. Giòn nữa. Ăn với xoài rất là ngon luôn. Còn đây là gà hấp gừng. Gà này thì ăn cũng vừa nhưng mà mình không thích cái món gà này. Vì gà này hình như là gà công nghiệp các bạn. Thịt không à. Nên gà công nghiệp mình chỉ thích là chiên là ngon hơn. Nó không có dai, quá nạt. Cái mực nữa bạn, mực nè. Cái vỏ bột ở bên ngoài nó dẻo dẻo, nó không có giòn bạn, mà nó ướt. Cho nên mình gỡ ra ngoài hết trơn nè. Ăn cái mực chiên giòn thì không có ngon. Cái bột nó dẻo ngoẹo à, nó không có giòn mà nó ướt ướt, dẻo dẻo. Tôm chiên thì ngon, tôm lăn bột chiên thì ngon. Vừa ăn. Đây là chả giò. Chả giò thì giòn, vừa miệng. Chỉ có cái món mực các bạn. Mực thì không được ngon lắm. Cái bột nó hơi bị không có giòn mà nó ướt ướt dẻo dẻo. Còn đây là cái tôm họ vào viên, cái họ xào với curry các bạn. Ăn cũng được, cũng ok, nhưng mà cái hơi pha bột, hơi có bột. Không có phải tôm nguyên chất mà có pha bột ở trong đó. Cho nên ăn không có cái mùi tôm nhiều. Đây là cá hấp đó các bạn. Cá hấp thì trông nhìn cũng hấp dẫn các bạn, màu sắc thì cũng ngon. Ăn thì gia vị vừa miệng. Mà cái này hơi thiếu, có cái một thiếu cái ít dầu mè. Cho một ít dầu mè lên là nó thơm rất là ngon các bạn. Còn đây là món ăn đường phố nè, tôm nướng với lại cái bắp nướng nè, rồi cái này là nem nướng. Cái này là nem nướng ăn với bún, là bún thịt nướng mới ngon các bạn, nhưng mà mình không có ăn bún. Còn đây là cái hủ tiếu Nam Giang nè bạn, với lại cái bún nước lèo. Tôm rất là vừa miệng, rất là ngon các bạn, mặn mặn ngọt ngọt, cay cay. Họ nướng rất là ngon luôn, vừa chín tới, không có bị khô lắm. Gia vị thì vừa ăn ngon. Cái món này là rất thích cái món này. Nói chung mấy cái món ăn vặt ở đây rất là ngon các bạn. Còn đây là nem nướng nè. Này là ăn với bún thịt nướng, chả giò rồi đó. Còn mình thì ăn không hay. Rất là vừa miệng, đậm vị, mặn mặn ngọt ngọt, rất là ngon các bạn. Cái này là cuốn với bánh tráng cũng ngon. Còn này, hủ tiếu Nam Vàng thì nhìn không giống hủ tiếu Nam Vàng các bạn. Hủ tiếu Nam Vàng mà có thịt xá xíu là sao ta? Thử cái nước coi. Cái nước thì ok, cái nước là cái nước hủ tiếu bình thường thôi các bạn. Cho nên cái này là không đúng là hủ tiếu Nam Vàng. Mình góp ý là nên để là chỉ để là hủ tiếu thôi, chứ đừng để là hủ tiếu Nam Vàng.
Bởi vì nếu hủ tiếu Nam Vang thì phải có thịt bằm, trứng cút, gan, tim này kia, mình có một ít thôi. Và đặc biệt là cái nước súp người ta ăn có cái mùi hủ tiếu Nam Vang, còn cái này là cái mùi hủ tiếu bình thường. Cái này kết hợp giữa Việt và Hoa đó các bạn. Hủ tiếu Việt Nam thì không có xá xíu, còn hủ tiếu người Hoa thì có xá xíu. Mà hủ tiếu mì xá xíu của người Hoa thì người ta rất là ngon. Cho nên cái này là không đúng rồi. Mình góp ý nhà hàng nên đổi lại là để cái chữ hủ tiếu bình thường thôi, chứ đừng để hủ tiếu Nam Vang. Nếu đã để hủ tiếu Nam Vang thì phải đúng cái hủ tiếu Nam Vang nó mới ngon. Còn đây là bún nước lèo. Bún nước lèo có được 2 con tôm, chứ là 1 miếng cá. Mình thử cái nước coi. Cái nước thì có mùi mắm, mùi bún bò hóc, thơm, dịu ngon, đậm vị vừa ăn. Nói chung là bún nước lèo ngon. Còn cái hủ tiếu là quá, hủ tiếu là không ngon. Không phải là mình không phải là chê dở các bạn, mà nó là không đúng hương vị. Nó lên lớ giữa cái hủ tiếu và của người Hoa với người Việt Nam, nó trộn lẫn với nhau. Cá thì ở đây không biết họ làm bằng cá gì, không biết, mình là cá phi lê. Nói chung hai cái món nước hôm nay mình ăn thì cái món bún nước lèo thì nó ngon hơn. Còn cái mà hủ tiếu thì là không ngon rồi, bởi vì nó không đúng. Mấy lần trước mình đi ăn thì mình có thưởng thức là phở nè, với lại bún bò Huế nè, với lại bánh canh cua. Thì mấy cái món đó họ nấu thì nói chung là nêm nếm vừa miệng, nhưng mà cái khẩu vị, cái mùi vị nó không đúng. Rồi lần này thì mình ăn hủ tiếu Nam Vang với lại cái bún bò, bún nước lèo. Nhưng bún nước lèo thì đúng, còn bún bò hủ tiếu thì không đúng. Còn đây là tráng miệng, gồm có cái da ua nè, với lại cái chè xương sáo với là hộp é. Xương sáo hộp é thì uống rất là mát các bạn. Mình thì không thích chè lắm, mình không thích ngọt, cho nên mình chỉ uống nước mát thôi. Cái xương sáo này uống rất là mát. Xương sáo hộp é thì ở nhà mình hay pha hạt chia thôi, mình uống hạt chia với lại sữa tươi rất là ngon. Cái xương sáo rất là ngon các bạn. Ăn nó sực sực giòn giòn, nó cứng hơn cái xương sâm mình một tí. Còn đây là cái da ua nè, sữa chua đó bạn. Trông rất là mềm mịn, rất là ngon, nhưng mà mình thấy mình ăn thử coi như thế nào. Chua chua, ngọt ngọt, mềm dẻo, rất là ngon bạn. Đúng hương vị mấy lần trước mình ăn cũng giống như thế này. Rất là ngon, cái sữa chua rất là ngon luôn. Nó không có cứng lắm mà nó mềm mềm, dẻo dẻo, ngọt ngọt, béo béo, không ngọt lắm các bạn nhé. Vừa miệng rất là ngon. Các bạn, Andy vừa trải nghiệm xong tại nhà hàng Buffet Kim Sơn. Nhà hàng của người Việt, đa phần là món ăn thuần túy Việt Nam hết. Thì cũng có rất nhiều món ăn, chắc cũng khoảng 50 món các bạn. Thì trong đó gồm có gà, bò, tôm đều có, nhưng mà không có cua. Rồi các món ăn đường phố như là bắp nướng nè, tôm nướng nè, bánh bèo nè, bánh ướt nè, bánh nậm nè, bánh tằm bì nè, bánh xèo nè. Thì hầu hết những món ăn mình ở đây thì nói chung là đồ ăn thì ăn ok các bạn. Về các món nước á, thứ nhất các món nước á, thì chỉ có mình ăn có nhiều món, chẳng cũng có khoảng 7-8 món nước. Thì trong đó mình lúc nãy mình ăn là cái hủ tiếu Nam Vang như lại cái bún nước lèo. Thì cái bún nước lèo thì nó ngon hơn các bạn, nó đậm đà vừa ăn hơn. Riêng cái hủ tiếu Nam Vang á, thì ăn cái không đúng hương vị của hủ tiếu Nam Vang các bạn. Với lại họ nấu họ cho thịt là thịt xá xíu, hủ tiếu Nam Vang nhưng mà để thịt xá xíu thì ăn là không đúng rồi. Không có trứng cút, không có cái mùi vị nữa, không giống hủ tiếu Nam Vang. Nói chung hủ tiếu bình thường thôi, họ để xá xíu lên thì nó lai tàu luôn. Cho nên là ra không đúng cái hương vị của hủ tiếu Nam Vang. Còn mấy lần trước mình ăn phở này cũng không có ngon. Rồi bún bò ăn cũng ok. Nói chung là cái phần mà cái quầy món nước á, thì ăn tạm được thôi các bạn. Chỉ có cái bún nước lèo thì ăn hương vị nó đậm đà hơn một tí.
Còn cái quầy đặc biệt ở đó mình rất thích cái bánh xèo với lại cái bánh khọt các bạn. Cái quầy mà món ăn ăn vặt á, bánh xèo nè, bánh khọt nè, bánh nậm, bánh ướt. Rồi bánh bánh ít trần. Nó, cái mấy cái quầy đó thì món nào cũng ngon hết. Mình rất thích cái quầy đó. Nhưng mà những cái quầy về thịt như là có bằng mà xôi chiên ăn với gà chiên hoặc là gà hấp gừng thì mình thích ăn cái gà chiên ngon hơn. Nó giống như gà chiên nó mắm các bạn, đậm đà hương vị, nhưng mà cái gà hấp gừng thì nó không có ngon bằng. Rồi giò heo ăn cũng được. Rồi cà ri thì ăn ok, cà ri thì ăn ngon các bạn, nhưng mà nó thiếu hơi béo một tí. Nó phải đậm đặc một tí nó ngon hơn, còn cái đó nó hơi lỏng, nó không có béo nhiều, nhưng mà gia vị thì ngon, liêm biếm vừa ăn. Rồi cái chân giò hầm, nó hầm hay không, cái mà kiểu nó kho, nó các bạn, ăn thì cũng được thôi. Rồi cái tôm họ vợ viên họ nấu cà ri thì ăn cũng được, nhưng mà cái tôm họ cho bột nhiều quá, ăn không mắc cái hương vị của tôm. Rồi chè có rất nhiều loại chè tráng miệng. Nói chung là với cái giá 18 đồng các bạn một người, buổi trưa không biết buổi tối là bao nhiêu, mình không có đi ăn buổi tối, mình ăn ở đây lần thứ ba rồi. Buổi trưa thì 18 đồng cộng tiền nước mình uống là 2 đồng mấy, tính hồi nãy mình tính là 22 đồng mấy, thì nói chung là cũng giá cũng ok các bạn. Về thức ăn thì cũng tạm được, cũng ngon, nhưng mà không có nhiều món, không có đậm chất, không có đậm vị hương vị của Việt Nam. Ok, bây giờ Andy xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm cũng như theo dõi và chia sẻ kênh YouTube của Andy. Và bây giờ Andy xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.